thưa quý vị trong hôn nhân dù hạnh phúc yên ấm bao nhiêu vợ chồng vẫn có lúc nảy sinh mâu thuẫn đây là điều không thể tránh khỏi nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý khéo léo những mâu thuẫn ấy để rồi có không ít những vụ việc đau lòng xảy ra khiến cho dư luận chấn động khiếp sợ Vụ chồng đánh vợ dã man ở Đà Nẵng chính là minh chứng cho việc mâu thuẫn gia đình không được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị CDPP sinh năm 1990 ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng đã được đưa vào viện cứu chữa, thế nhưng tới nay chị P vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi phải hứng chịu trận đòn kinh hoàng của chồng là anh T vào tối ngày 4 tháng 4. Ngày 24 tháng 4, cơ quan công an quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ chồng đánh vợ dã man trên địa bàn. Được biết nạn nhân là chị CDBP, sinh năm 1990 tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng, và người hành hung là chồng chị P, tên là NT. Dù sự việc đã xảy ra mấy ngày, nhưng khi kể lại, chị P vẫn chưa khỏi hoang mang và sợ hãi, mà chia sẻ, khoảng hơn 20 giờ ngày 4 tháng 4 sau khi ăn tối, chị cùng con gái lên tầng 2 nằm ở giường chơi. Khoảng một tiếng sau thì chồng chị đi làm về, lúc này thì chị bảo con gái đi ngủ, chị nằm cạnh cũng giả vờ ngủ để tránh việc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn to tiếng trước mặt con gái. Theo chị P thì trước đó vài ngày hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị đã sang chỗ mẹ đẻ ở mấy ngày. đến ngày 4 tháng 4 thì chị P về nhà, đi làm về thấy chị P ở nhà, anh T đã liên tục chửi bới, dùng tay chân đánh đập chị, rồi nhấc bổng chiếc ghế lên cao giáng xuống người chị chưa dừng lại anh tê còn cầm cả chai rượu đã hết dùng bằng thủy tinh vụt vào đầu chị khiến cho chị vô cùng đau đớn và hoảng sợ chị p sau đó lập tức bỏ chạy nhưng người chồng vẫn cố gắng đuổi theo và tiếp tục dùng vũ lực với chị phải đến khi chị p chạy thoát được ra ngoài cầu cứu hàng xóm thì anh tê mới chịu dừng lại sau đó mọi người xung quanh đã đưa chị đi cấp cứu anh ta túm tóc lấy chân đạp liên tục vào người sau đó lại cầm chai rượu khảo vào đầu vừa đánh vừa chửi rất hung tợn Tôi đã cầu xin nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Nếu hôm đấy hàng xóm không sang căn ngăn kịp thời, có lẽ tôi chết rồi. Theo chia sẻ của chị P, vợ chồng chị đã kết hôn được gần 10 năm và đã sinh được hai người con. Khoảng thời gian chung sống trước đây, hai vợ chồng chị cũng thường xuyên xảy ra xô xát, được biết là mọi nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã chủ yếu về vấn đề kinh tế. Điều này khiến cặp đôi đã không ít lần đụng tay chân, người chịu trận là chị P dù đau đớn nhưng không biết làm cách nào. Trước đó vào tối 22 tháng 4, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết cùng video hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra tại Đà Nẵng. Trong đó thì có hai đoạn video cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng tấn công. Mặc dù người vợ liên tục gào thét nhưng người chồng không dừng tay sau khi người vợ nằm bất tỉnh người đàn ông đã bình thản đứng bấm điện thoại một lúc sau thì người chồng tiếp tục nắm tóc của vợ giật ngược ra sau rồi lại tiếp tục đấm đá túi bụi vào người mặt lấy bàn đè lên người rồi kéo người phụ nữ ra bên ngoài tiếp tục đập đánh sau khi clip đăng tải nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng hiện cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc giám định vết thương trên người của chị p để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định dù chưa biết bản án nào dành cho t nhưng việc sử dụng nắm đấm và những hành vi lệch chuẩn để xâm phạm sức khỏe của người khác là trái pháp luật một lần nữa những vụ án đau lòng xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng lại nhắc nhở mỗi người cần biết yêu thương biết nhường nhịn biết dừng lại đúng lúc